Dạ, xin chào cô chú anh chị và các bạn thân mến. Trong video này em chia sẻ đến mấy anh chị mới tập chơi mai hiểu kỹ hơn và mình sử dụng đúng cách hơn về thuốc dưỡng rễ N3M và hai cái loại thuốc kích thích sinh trưởng Atonis và cơm cát. Và trong video này em sẽ bổ sung thêm một cái loại thuốc dành cho mấy anh chị mới tập chơi mai và chưa hiểu biết về nó, chính là thằng cơm bi vi lượng mấy anh chị. Em nhớ không nhầm thì hôm sau Tết em đã chia sẻ những cái loại thuốc này cho mấy anh chị xem rồi. Nhưng mà trong mấy ngày vừa qua cũng có nhiều anh chị vào bình luận hỏi là sử dụng N3M rồi thuốc kích thích sinh trưởng Atonis và cơm cát mấy anh chị sử dụng nó không có đúng cách, rồi nó dẫn đến cây mai của mấy anh chị nó bị suy yếu, nó không tốt mà trở ngược lại nó còn suy yếu nữa. Thì trong video này em sẽ chia sẻ kỹ hơn để cho mấy anh chị sử dụng làm sao cho nó đúng cách và nó mang lại một cái hiệu quả cao nhất mấy anh chị. Thì cái nghề chơi mai này mỗi một người đều có một ý, mỗi một người đều có một cái cách chăm sóc riêng. Đây là cái cách của em dành cho những anh chị mới tập chơi mai. Còn những anh chị nào mà đã có kinh nghiệm chút đỉnh rồi thì hãy áp dụng theo cách của mình. Và mấy anh chị xem video của em có hay, có hữu ích thì mấy anh chị có thương em thì hãy nhớ cho em một like. Và anh chị nào mà chưa đăng ký đó thì hãy đăng ký ủng hộ tinh thần dùm cho kênh em mấy anh chị. Và em luôn luôn cố gắng mang lại những điều thiết thực nhất dành cho mấy anh chị mới tập chơi ha. Cái nghề chăm sóc mai vàng này thì nó không khó mà nó cũng không dễ mấy anh chị, nó cũng không có vất vả cho mấy anh chị nữa. Nếu mấy anh chị trồng từ 20 cây trở xuống thì nó rất là nhàn và mình chăm sóc nó rất là dễ, cho nên mấy anh chị luôn luôn cố gắng làm sao cho nó mang lại cái hiệu quả cao nhất khi mình trồng ít cây nha. Còn những người nhà vườn người ta trồng đại trà, người ta trồng vi mô, người ta trồng người ta bán mấy anh chị, thì cái phần kiểm soát nó hơi khó một chút. Nhưng mà những người nhà vườn thì lúc nào tay nghề người ta cũng giỏi, người ta cũng biết được cơ địa của từng cây. Còn mình trồng từ 20 cây trở xuống thì mấy anh chị hãy cố gắng mình bón phân hoặc là phun thuốc làm sao cho nó hợp lý để tránh đi tình trạng nó suy mấy anh chị. Vì mình trồng ít cây thì nó rất là dễ rồi. Em nói ví dụ như cây mai này nè, mấy anh chị mà không hiểu nó là quay ngang là nó sẽ bị suy nặng và nó có thể chết cây sau Tết luôn đó mấy anh chị. Thì Tết vừa rồi em cho bông nó thì cái phần tàn nó em để, rồi sau đó em thấy chắc chồng nó khô rồi em tưới cho nó một cử rượu rễ với Diromingon đầu tiên. Sau khi em tưới xong rồi thì em đậy lại như thế này. Nếu mà nhà của mấy anh chị mà có mấy hiên, có bóng râm, có bóng cây rồi đó thì mình để vào trong đó, mình khỏi đậy như thế này. Còn chỗ em thì nó không có bóng cây hoặc là không có mấy hiên gì hết, với lại có bóng cây trong đó đó thì em làm biến đem vô, cho nên em phải lấy cái bao đậy lại như thế này, giữ được ẩm nó, không tưới nữa. Thì từ lúc mà em tưới tới giờ á, sau Tết tới giờ là một tháng mấy rồi, em không tưới rưỡng rễ lần nào hết, chỉ tưới cho nó một cử đầu tiên thôi. Và bữa nay mấy anh chị thấy nó đâm cho lá non nè, nó đang phục hồi rất là tốt. Mình không cần phải tưới rưỡng rễ hay là tưới Atonis hay là tưới cơm cát gì hết, mình chỉ giữ ẩm thôi là cây mình nó sẽ phát triển tốt. Đây là cách tưới đúng cách đó mấy anh chị. Còn trong lúc chất trồng của mình mà nó còn ướt, nó còn có độ ẩm như thế này, mấy anh chị lấy rưỡng rễ hoặc là lấy cơm cát hoặc lấy Atonis tưới vào đây bắt đầu nó sẽ dư nước tưới rễ, từ đó về sau nó không tốt cho cây mà trở ngược lại là nó sẽ bị suy cây luôn đó mấy anh chị. Cho nên đây là cái cách để mình tưới cho đúng cách nha. Trừ trường hợp cái cây, ví dụ như cây của mình mà mình thấy nó yếu, lá non nó không ra đồ đó, chắc trồng nó khô thì mình lấy đường rễ mình tưới cho nó. Còn nếu suy theo cấp độ nặng á, thì mấy anh chị lấy Atonis tưới cho nó ha, hoặc là cơm cát cũng được. Còn cái cây mình suy theo cấp độ nhẹ, kiểu như nó yếu yếu hơi thôi, mình tưới đường rễ là nó ngon nhất đó mấy anh chị. Là bữa nay nó phục hồi tốt, chút xíu nữa em sẽ đậy lại, giờ em dở ra để mình làm minh họa cho mấy anh chị coi. Còn trên bộ tàn bộ lá mấy anh chị thấy nó hơi yếu thì mấy anh chị phun thằng B1 hoặc là rốt 2, thì hai thằng đó là phân bón lá hữu cơ sinh học. Mấy anh chị chọn ra một, mấy anh chị phun trên tàn ha. Và mỗi lần mình phun như vậy thì mấy anh chị cộng với thuốc sâu bộ chỉ nè, 4-5 ngày mình phun lần trong lúc cây mai của mình ra lá non như thế này, trong cái giai đoạn đầu năm hết mấy anh chị. Và vài tháng sau á, cây mai mình lá nó già như thế này rồi á, già nè, già như thế này rồi á, thì bắt đầu mình phun thuốc giảm lại 7 đến 10 ngày hoặc là 15 ngày mình phun một lần mấy anh chị. Trong giai đoạn này mình phun bộ chỉ là chủ yếu, bộ chỉ thường xuyên trong giai đoạn đầu năm. Hoặc là những cây mà mình xả tàn sau nè, nó ra được một vài lá như thế này thì mình có thể là lấy thằng B1 hoặc là rốt 2, hai thằng đó chọn một phun cho nó. Và khi nó ra được vài cây đọt như thế này nè, khi nó ra được vài cây đọt như thế này, mấy anh chị hãy nhìn cái đọt của cây mai của mình. Nếu thấy nó thưa nách lá, thấy nó ốm á, thì mấy anh chị ngưng phun thằng B1 và rốt 2 ha. Chủ yếu là phun thuốc nấm bệnh nè, hoặc là canxi bo bổ sung cho nó một cử, hoặc là cơm bi vi lượng giúp cho lá mình nó xanh dày lại.
còn cái thằng rốt 2 bằng B1 thì mình giảm ha. Rồi còn cái phần nước tưới, nước tưới thì trong cái giai đoạn đầu năm này á, chủ yếu là hơn 90% mấy phần trăm cây mai của anh chị bộ tàng nó vừa ra được vài cây đọt như thế này, thì nước tưới là mình giữ ẩm, mình chỉ phun sương nước lạnh hàng ngày lên trên bộ tàng, bộ lá của cây mai mình thôi. Còn nếu chắc trồng nó khô thì mấy anh chị tưới cho nó một cử bình địa rồi từ đó về sau giữ ẩm ha. Cây mai mà nó bị dư nước rồi nó cũng có rất là nhiều cái hiện tượng mấy anh chị. Cái nhất là mình, mấy anh chị nhìn cái bộ lá của nó bị gục xuống. Mấy anh chị hãy coi chắc trồng trong chậu mình, nếu như mình nó dư ướt, nó ướt quá từ đó về sau không tưới, mình chỉ tưới phun sương trên tàng thôi ha mấy anh chị. Hoặc là cây này cũng vậy nữa nè, ví dụ như trường hợp của mấy cây này thì mình có thể là ngưng phun rốt 2 hoặc là B1, chủ yếu là phun sâu bổ chỉ thôi nha. Rồi thì bây giờ em sẽ giới thiệu đến mấy anh chị cách sử dụng N3M hoặc là cơm cát, hoặc là trường hợp nào mình nên sử dụng Atonit để cho nó đúng cách hay mấy anh chị. Em nói ví dụ như thằng Atonit đi, thì nó phù hợp cho những cây mai phôi như thế này. Khi mà mấy anh chị vệ sinh cây rồi thì mấy anh chị lấy Atonit pha cho 20 đến 25 lít nước, rồi mình ngâm cái cây đó khoảng chừng nửa tiếng đến tiếng đồng hồ, rồi mình để cây mai mình nó ráo, rồi bắt đầu mình trồng vào chậu. Khi mà mình trồng vào chậu như thế này á, thì mình lấy nước lạnh mình xả cho nó một cử đầu tiên để giúp cho chất trồng mình nó hết cái chất độc hại trong chất trồng, với cái thứ hai nữa là nó dễ giặt trong ở trong chất trồng lại, nó không có bị bọng rễ á mấy anh chị. Và khi mình tưới nước lạnh rồi á, thì mình giữ luôn luôn giữ ẩm cho cây mai. Bên này nó đâm chồi nó rất là tốt nè, từ lúc mà em thay chậu thay chất trồng mới cho nó rồi á, thì chưa có tưới cử Atonit nào hết trơn mấy anh chị, chỉ là giữ ẩm thôi. Bữa nay đâm chồi nó rất là tốt. Vậy thì trường hợp mà chất trồng trong chậu mình nó còn có độ ẩm như thế này thì mình không cần tưới Atonit ha. Chừng nào mình thấy nó khô ráo thông thoáng rồi á, rồi mình mới tưới cho nó một cử Atonit hoặc là N3M cũng được, hoặc là cơm cát cũng được, thì đó là cách tưới đúng cách. Còn trong lúc cây mai của mình nó còn có độ ẩm như thế này nè, mà mấy anh chị lấy một dưỡng rễ, hoặc là mấy anh chị lấy một cơm cát, hoặc là mấy anh chị lấy một Atonit, mấy anh chị tưới vào bắt đầu nó sẽ dư ẩm, nó không tốt cho cây mà trở ngược lại nó xuống cây luôn. Và những cái mầm cái chòi này nè, nó có thể là nó bị đứng tược luôn, từ đó về sau nó có thể là nó bị si cây luôn ấy mấy anh chị. Đây là thằng Atonit nè, kích thích sinh trưởng Atonit phù hợp cho những cây mai xíu cấp độ nặng, hoặc là những cây phôi mới nãy như em nói mấy anh chị. Thì em đã giới thiệu nhiều về nó rồi, nó là loại kích thích, mình không nên sử dụng nhiều mấy anh chị. Mình muốn trồng mai bền á, là mình nên tưới những loại đường rễ, ví dụ như là N3M hoặc là các loại hữu cơ ha. Còn đây là thằng cơm cát. Thằng cơm cát này thì nó cũng là kích thích sinh trưởng, nhưng mà xét về góc độ thì cái thằng cơm cát này nó nhẹ hơn Atonit này rất là nhiều. Thì cái thằng cơm cát này nè, với cái thằng N3M này nè, mấy anh chị có thể thay phiên với nhau tưới. Ví dụ như từng này mình tưới thằng N3M ha, từng sau mấy anh chị muốn ngon hơn, muốn nó mạnh hơn một tí nữa thì mấy anh chị có thể lấy cơm cát mấy anh chị tưới ha. Thì tất cả những cái loại này á, mình có thể sử dụng tưới hoặc là phun lên tàn đều được hết á mấy anh chị. Atonit này cũng vậy luôn, ví dụ như cái bộ tàn của cây mai mình nó yếu quá, nó không đâm chồi để nhánh gì hết, thì mấy anh chị có thể phun nó một cử hoặc là hai cử lên tàn để cho nó đâm chồi để nhánh. Sau khi đâm chồi rồi thì không còn xài nữa, bắt đầu mình sẽ phun những cái loại phân hữu cơ như rốt 2 hoặc là B1 mấy anh chị. Và cơm cát cũng vậy luôn, N3M thì nó cũng tương tự như vậy mấy anh chị. N3M thì không biết mấy anh chị như thế nào, nhưng mà đối với em thì em thấy nó rất là hài hòa, và sử dụng cho cây mai mình nó rất là đa dạng, nó rất là hay. Còn hai thằng này thì nó hơi hỗn một tí, nó hơi phát triển mạnh một tí. Xét về cấp độ thì em đã hình như có đã chia sẻ video rồi mấy anh chị. Còn trên tàn á, trên tàn trong tháng đầu năm này á, thì thằng cơm bi vi lượng này nó cũng rất là ngon lành nè mấy anh chị. Nó tăng sức đề kháng cho cây nè, chống săn đọt, hoàng lá, rồi phục hồi cây si, giúp cây trồng vượt qua điều kiện thời tiết bất lợi. Thì trong mấy tháng đầu năm này á, thời tiết nó rất là nắng gắt. Trên tàn của mấy anh chị, nếu như lá mai của mấy anh chị mà nó bị săn đọt, hoặc là nó màu nó không được đậm đà cho lắm đó, thì mấy anh chị có thể lấy một gói cơm bi vi lượng này nè, mấy anh chị pha cho 25 lít nước, mấy anh chị phun lên tàn ha, phun một cử thôi mấy anh chị. Cái này trong này nó hướng dẫn mình là 25 đến 30 ngày mình mới phun một lần lên trên bộ tàng mấy anh chị, giúp cho lá mình nó đủ chắc. Thì tất cả những cây mai nhà của em đã phun qua cho nó hết 5 cử thuốc sâu bổ chỉ và phân bón lá lên trên bộ tàng bộ lá của cây mai em sau Tết rồi, và em cũng đã phun qua cho nó hết một cử thuốc trị nấm bệnh Mancorep
và sau đó 4 đến 5 ngày em cũng đã tiếp tục phun cho nó, hỗ trợ thêm một cử bằng canxi bo. Thì tất cả những khâu này em đều giao video chia sẻ lên cho mấy anh chị xem rồi. Còn về chắc trồng trong chậu mai nhà em thì em đã tưới qua cho nó hết 3 cử rưỡng rễ rồi. Từ đó về sau thì em thấy cái mầm, cái chòi nó ra thì bắt đầu em ngưng tưới rưỡng rễ. Chừng nào em tiếp tục và tưới rưỡng rễ như thế nào đó thì em sẽ tiếp tục làm một cái video chia sẻ lên cho mấy anh chị xem. Thì bây giờ mình đã phun qua hết 5 cử thuốc sâu bọ chỉ và phân bón lá rồi, với một cử nấm bệnh, một cử canxi bo rồi. Thì 2 ngày nữa tới cái cử phun thuốc của em rồi, lúc đó em sẽ phun cái thằng combi vi lượng này mấy anh chị, để giúp cho lá mình nó ngon lành hơn. Rồi thì sẵn đây em chia sẻ đến mấy anh chị là cái cây mai mà mình thay chắc trồng và thay chậu cho nó sau Tết nè. Nó thì sau khi em thay rồi em để cây mai mình vào chống mát. Và sau khi mình thay rồi thì mình lấy nước lạnh mình tưới cho nó một cử. Thì giống như nãy giờ em nói, em chia sẻ đến mấy anh chị. Thì mình để nó vào trong mát. Chừng nào mình thấy nó khô rồi mình mới lấy thằng Atonis hoặc là N3M hoặc là cơm cát mình tưới ha. Còn nó đang có độ ẩm như thế này mà mấy anh chị tưới vào thì nó có thể là bị si cây. Thì trong mấy ngày vừa qua cũng có rất là nhiều anh chị tưới như vậy, nó không đúng cách đó. Nó làm cho cây mai của mấy anh chị bị si luôn. Lúc đầu nó tốt mà khi mấy anh chị tưới vào bắt đầu nó sẽ si cây luôn mấy anh chị. Mình muốn tưới phân, mình muốn tưới rưỡng rễ hoặc là mình muốn tưới Atonis cơm cát gì đó thì mình phải để chắc chồng mình nó khô ráo thông thoáng thì mình chỉ tưới nha. Từ đó về sau nó sẽ bắt phân và nó bắt thuốc rất là mau lẹ. Còn chắc chồng nó ướt như thế này mà mình chỉ tưới vào là bắt đầu nó sẽ tạo ra nhiều cái nấm bệnh chồng á, làm cho cây mai của mình chỉ suy yếu luôn, nó không tốt cho cây mà trở ngược lại nó bị si cây luôn. Thì đó là cách là mình tưới đúng cách đó mấy anh chị. Còn về phun trên tàn thì giữa một rốt 2 và một B1 đó thì mấy anh chị có thể xen kẽ với nhau phun. Nếu như cây mai của mình nó thưa nách lá quá thì mấy anh chị ngưng phun hai thằng đó lại một vài cử nha. Rồi, chú video thì em xin chúc cho cô chú anh chị và các bạn được vui vẻ, mạnh khỏe và thành công nha. Dạ, em xin chào chú anh chị và các bạn.